cô gái 16 tuổi mất tích ở thành phố Hồ Chí Minh được hứa trả lương hơn 10 triệu. Cha của cô gái 16 tuổi cho biết là người phụ nữ quen qua mạng xã hội dụ dỗ Ngọc làm việc văn phòng với mức lương hơn 10 triệu đồng một tháng. Chiều ngày 13 tháng 6, đại diện công an quận Bình Thạnh cho biết là vẫn đang triển khai lực lượng tìm kiếm cô gái tên là Nguyễn Thị Thu Ngọc, 16 tuổi quê ở Phú Yên, bị mất tích khi đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Trao đổi với Dinh, ông Nguyễn Văn Hương, 53 tuổi cha của Ngọc, cho biết là dù đã liên lạc được với con gái dạng sáng cùng ngày, gia đình vẫn đang rất lo lắng vì không biết Ngọc đang ở đâu. Trong cuộc gọi video với chị gái, Ngọc nói chuyện không tự nhiên như là có bị ai đó giám sát. Con gái yêu cầu gia đình tháo các thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội và nói rằng đi làm một thời gian rồi sẽ về quê, ông Hương nói. Cũng theo người cha, hôm nay gia đình nhiều lần liên lạc với Ngọc nhưng không được. Trước khi bắt xe khách đến thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc quen với một người phụ nữ lạ qua mạng xã hội. Người này gửi quần áo, tiền về cho Ngọc để tạo niềm tin, sau đó người này dụ dỗ Ngọc làm việc trong phòng máy lạnh có người hướng dẫn, mức lương hơn 10 triệu đồng một tháng. Khi Ngọc đặt vấn đề đi thành phố Hồ Chí Minh, gia đình không cho. Tuy nhiên, Ngọc đòi đi và nói rằng vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc với bạn bè, hết 2 tháng hè sẽ về đi học. Gia đình tôi nghèo nhưng không đến nỗi thiếu thốn, Ngọc được lo ăn đã học đầy đủ. Ngọc là con gái út, học giỏi và ngoan hiền. Trước khi đi thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ngăn cản không cho con đi. Tuy nhiên, con gái nói là đi làm với bạn bè, xuống bến xe có người đón, ông Hương kể. Cũng theo người cha, thấy con nhất quyết đòi đi và tạo niềm tin, gia đình mới miễn cưỡng đồng ý. Gia đình tôi đang rất tuyệt vọng, Bây giờ trông đợi cả vào cơ quan chức năng. Tôi đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa được và không biết là đi đâu để tìm kiếm con. Ông Hương nghẹn ngào. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 6, Ngọc đi xe khách từ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh. Sau khi gọi điện thoại báo gia đình là đã đến chỗ làm, Ngọc mất liên lạc đến nay. Sáng ngày 7 tháng 6, ông Nguyễn Văn Hương, cha của Ngọc, trình báo công an địa phương và vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới công an phường 13, quận Bình Thạnh để trình báo vụ việc. Ông Hương cho biết là cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở thành phố Hồ Chí Minh qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến thành phố Hồ Chí Minh để làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí.